Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay, tôi sẽ vào show cho anh em xem một số app cũng rất là ok. Đến với cái app đầu tiên, đặc quyền VIP 6 level 100, KD 1.32 và hạ gục 62.000 kill nhé, kill rất là ok. Và đây là cơ hội để anh em trải nghiệm team B nhé. Giá thì hơn 700k thôi, rất là ok. À, hai server, à Zalo nha anh em. Thì bên Android sẽ ngon hơn bên iOS một xíu, tại vì chủ app này rồi lại chơi server Android anh em ạ. Full AK Transformer, giá thì hơn 700 thôi. À, Zalo nhé, Zalo thì cực kỳ ok rồi. M4A1 bit này, M4A1 quái trùng vô hình, Bazet thì có Bazet Out, Bazet Transformer, MSG level 2, Zvika level 2, 6 lòng và công sân băng để ép đạn cho team B. Thì team B 70 viên nhé. Nói chung là game thì bây giờ nó cũng không phải là hot lắm, nhưng mà có team B thì anh em vào đi danh nó vẫn yên tâm hơn. Đấy, Kunaka Bazet team B giá hơn 700 thôi, cũng rất là ngon. Golden Shark, The Thunder, The VIP Inferno. Trận chiến thì chỉ có một cây diều VIP level 2 này, Akazusa X3, Bazet Nobel Dragon, Thompson Grip, USB bá tước, AK47SSS. Cậu AK này bắn cũng khá là hay nha anh em nhé. A12 booster, chép tổ ong, đục đồ bò băng, EIS Phonic, kiếm vàng X2, móng rồng, Katana Transformer Gold và một cây gậy thiên sứ. Súng tím thì cũng rất là ok tại vì arc level 100 nha anh em nhé. AK Wukong, M4 Belly, quắm, M4A1 Squid, M4A1 giải đấu Hàn này, SMG chòm sao. Đấy, rất là nhiều súng tím, AK47X Max. Rồi, tiểu đoàn Cửa Lan có X4. Nhân vật thì cũng có một con nhân vật VIP nha anh em nhé. Có con Soluco và full nhân vật 3 vòng quay. Vật phẩm thì có nhẫn, hai nhẫn. Đây, nhẫn thì cũng đã tẩy ra dòng lắm kẻ địch nhẫn HP, rất là ngon rồi. Nhẫn và dây chuyền. Thiên phú thì nói chung là thiên phú cực kỳ đẹp rồi. BVB thì đã mắc nha anh em nhé. Đấy, mắc BVB. Tôi sẽ show lại một lần nữa cho anh em xem, đặc quyền VIP 6 level 100. VIP 6 thì ít nhất là nạp trên 5 triệu nha anh em nhé. Đấy, bán có hơn 700 thôi. KD 1.32 và hạ gục 62.000 kill. Full một vòng Akachan nhé. Thường thường thì tôi nói thật với anh em, game thì bây giờ nó không hot và nói chung là cũng không đắt như ngày xưa. Nhưng mà anh em lên shop hoặc lên group 500-600.000 chỉ mua được một vòng AK nhé. Đừng nói có team B. Đấy, cứ nói thế luôn cho nhanh anh em xem tôi. Từ xưa đến giờ thì biết rồi đấy. Kunakachan, Bazet, các thứ M4, TB 70 viên, có diều VIP. Đấy, và rất nhiều súng tím, đục đồ bò có nha anh em nhé. Đấy, nhân vật Soloco, vật phẩm thì nhân ngắm kẻ địch hiện HP này, TB 70 viên, có 15 đá thức tỉnh không sơn rồi. Thì anh em nào mua làm khẩu thì không sơn nữa để ép đạn cũng rất ok. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card số 2. Card này cũng rất ok nha anh em nhé. Arc Zing, đặc quyền VIP 4, level 95, Arc 2 server, KD 1.19 và hạ gục là hơn 50.000 kill. Nói chung hôm nay toàn là kill rất là nhiều luôn. Và Arc này thì team B 80 viên. Và nói chung là cơ hội để dành cho anh em trải nghiệm thôi. Giá thì có hơn 500k, Arc Zing rất là ok. Hai server nhé, iOS và Android như nhau. M4A1 bit này, M4A1 thiên sứ, M14 EB Đắc Lai, một khẩu ZBK, X2 Thompson để ép đạn cho team B. Đấy, team B 80 viên nha anh em nhé. Giá nó rất là ok, hơn 500k thôi. Golden Shark, Akazusa, AK47, Nobel Dragon, A12 Booster, cung Bozunda. Đấy, team B và cung cực kỳ ngon rồi, đục đồng bò cũng có luôn. Và IAS Phonic, AKM4 giải đấu Hàn, Jacking Bull, thêm một khẩu Bazet Defong nữa, rất là ngon. Nhân vật thì có con Aoi và con Jose thôi. Đấy, nhẫn thì cũng 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP, nhẫn cực kỳ đẹp rồi. Dây chuyền này, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao. Level 95 thì thiên phú còn một ô nữa là mắc BVB nha anh em nhé. Đấy, thiên phú cũng rất là đẹp luôn, hầu như đã mắc gần hết.
đặc quyền VIP 4, level 95, KD 1.19 và hạ gục 50.000 kim. Đây chẳng hoặc này là ít nữa là lên VIP 5 rồi, 50k nữa thì phải. Cái M4A1 VIP này, M4 thiên sứ, M14 Kabika, X2 Thompson để ép đạn cho team B. Nói chung là anh em nào muốn trải nghiệm team B thì mua rất là ok. Hơn 500k thì cũng chỉ bằng một cái ạc hơn một vòng thôi. Như đây có team B tận 80 viên, cũng đầy đủ súng anh em chơi, có cung, có lục đồ bò cận chiến. Ba Z thì có ba Z bị phong, nhân vật có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP nha anh em. Đấy, nói chung là rất là ngon luôn. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc số 3. Thì ạc này anh em nào thích level cao thì rất là ok, ạc 2 server, đặc quyền VIP 3 thôi. Level 100, KD 1.38 và cũng hạ gục hơn 50.000 kill. Đấy, ba ạc đầu tiên hôm nay đều kill và KD rất là ngon. Và giá thì rất là ok thôi, một ô nữa thì full vòng 3Z out. Nếu mà ở bên iOS nên giá thì hơn 200k. Và có nhận thẻ cao cho anh em nhá. M4A1 Bonbit này, AWM Inflow Dragon, 3Z Aura, MSG Level 1, Level 2, ZBK, Thông Sơn Băng và súng DIE thì đầy đủ luôn. 3Z thì có 3Z Aura thôi. DE Thunder, một cây dù xanh, Akazusa, M4A1 Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon, 4B Bá Tước, Mouser, BCAC Nobel Dragon, M4A1 Alonimus, A12 Booster, Nhất Tổ Ong, rất nhiều vũ khí cam nha anh em. IAS Phonic này, kiếm vàng. Rồi IAS Phonic Gold, Katala Transformer Gold, Đao Phán Quyết, Đao Fury, Sửa Đông Gà. Một tím thì có Xét Vũ Công, M4A1 Glory, M4 Đổi Tu. Đấy, cậu AWM này cực kỳ đẹp luôn. Quắm Akagon, dùng súng tím rất là nhiều, M200 đua team B-Royal Dragon đó thì hơn 200k thôi. Có nhận thẻ cao nhé anh em nhá, Ruby Chicken AK47, quái lúa thật, rất là nhiều súng tím anh em ạ. Budget Spring X2 team BSS M37. Rồi chẳng Tết Nguyên Tiêu, nhân vật thì có Rose, vật phẩm thì có hai cái nhẫn nha anh em nhé. Nhẫn nhưng mà chưa cái nào tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì cũng rất là đẹp tại vì level 100 rồi mà anh em. Đấy, mắc thiên phú chung PVP mắc rồi. Anh em nào thích level cao giá rẻ thì rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo. À, 2 server nha anh em nhé. Đằng level 73, KD 1.59 và hạ gục 10.000 kill, cũng rất là ngon. Ạc thì rất là ok, vừa đủ súng anh em chơi. AK 3Z giá thì 120k nha anh em nhé. AK VIP này, Akazusa, 3Z Nobel Dragon, một cái gậy đầu lâu, AK Jigmin, M4 đổi xu này, đua team B Royal Dragon, USB, búa sắc, và nói chung là nhân vật thì chưa quay ra nha anh em nhé. 15 đá thức tỉnh Thông Sơn. Thiên phú thì úp được khoảng 50% thôi, BBB thì gần mắc gỡ bom nhanh rồi. Đấy, đầy đủ súng anh em chơi. Akavip Akazusa, 3Z Nobel Dragon, cây gậy đầu lâu và rất là nhiều súng tím, có cả đua team B-Ray và Dragon luôn. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo, cũng khá là ngon cho anh em. Dinh anh em nhé. Đấy, level 70, đặc quyền VIP 3, giá thì hơn 100k thôi, nhưng mà rất là nhiều súng luôn. M4A1 Bonbit này, Jaguari, Sáu Long, AK Ba Tước, AK Server iOS đi anh em nhé. Đấy, có Sáu Long để đi AI, AK M4, USB Ba Tước, M4A1 Anonymous, IAS Phonic này, nắm đấm Titan, bóng rồng, M4 băng, team BSS, búa sắt, và có một khẩu 3Z Default, rất là ok, vừa đủ anh em chơi, nhân vật 3 vòng quay, Suluko, và cũng có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 5 sao và một dòng 4 sao. Đấy, thiên phú thì chỉ úp được 50% thôi. Vòng quà thì anh em nào mua về đầu tư vòng 3Z thì còn 4 ô nữa là full thôi, cũng rất là ngon. Đấy, đầy đủ súng anh em nhé. M4 VIP 2 khẩu này, 6 lòng để đi AI, AK cận chiến, có 3Z đen nha anh em nhé. Nhân vật thì có solo COVID. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc cuối cùng.
thì cũng là một app server, hai server nhé, app Zalo. Đặc quyền VIP 3 level 82 và hạ gục hơn 13.000 kill. Rồi tôi sẽ vào show nhanh kho đồ thôi. Thì app Zalo thì cũng rất là ok. App hai server, giá thì hơn 150k thôi. 1451 thiên sứ này, Akazusa X2, USB bá tước, Master Level Dragon, cực cao, lục đồ bò băng, Yes, Phonic Gold, nấm đấm tinh tinh và roi nữ hoàng này. Akagukong, 14 băng, rồi chết bàn chết bèo ly, quắm băng, quắm bèo ly, 1451 Royal Dragon. Chúng hàng này thì súng tím rất là nhiều luôn. VTZ, Tua Team B, Royal Dragon này. Và có cả ba giết default. Nhân vật thì đã có nhân vật 3 vòng quay nhé. Đấy, nhận ngắm kẻ địch hiện HP 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao. Thích phú thì cũng được khoảng 60% gì đấy. BVB thì một ô nữa là mắc gỡ bom nhanh. Rồi, ạc này thì anh em nào mà chơi tiếp ở bên Android thì đầu tư còn 3 ô nữa là full vòng 3 giết con bit nhé. Cũng rất là ngon, ạc 2 server. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em thấy clip hay để lại một like, một sub ủng hộ kênh mình nhé. Còn anh em nào mua ạc thì inbox Zalo tôi, hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Số điện thoại thì ở đầu clip nhé. Tạm biệt anh em.